Các bạn ơi, cái clip trước mình có làm một cái đoạn người ta nói cái ống nước mà nó nằm dưới nước mà dán keo mà nó vẫn dính bình thường. Thì hôm nay mình lại cho các bạn xem một cái clip nữa là cũng là ống nhựa mà loại ống nhựa khác. Người ta cái này là không cần keo luôn, không cần keo luôn. Người ta chỉ cái kiểu như mà hơ lửa cho nó nóng đầu hai đầu ống nó chảy ra rồi người ta ép lại nó dính lại thành một cái ống mới luôn. Rồi mời các bạn cùng xem nhé. Đường giá rồi dính chặt kia. Hay á. Này ông nhỏ à, ông lớn rồi mấy mới đã. Nó chết dựa lại dính cứng luôn. Như cái ống đen này mình tha keo ở đâu ăn đúng không ạ? Ống đen này nhưng mà nhiều ống nhỏ thì thường tha keo ở đâu dính không? Không là đâu keo được. Cái dòng nước này, áp lực nó cao đâu keo. Ừ, nhưng mà cái ống này tha keo nó không đâu ăn. Này kia nó nhựa nó mè nó chảy ra rồi hai cái dính lại thành giống như một ống luôn. Tùy vậy là đã nói hoàn thành xong một cái đường ống rồi các bạn. Thì nói lại như một đường ống nguyên luôn. Xin chào các bạn. Với các bạn cảm thấy yêu mến kênh thì hãy ủng hộ kênh giúp mình nha. Rồi xin chào.